Sáng mùng 10 tháng 6, các sĩ tử thủ đô đã trải qua 120 phút làm bài thi môn đầu tiên, môn ngữ văn. Đề thi môn ngữ văn vào lớp 10 công lập tại Hà Nội năm nay được đánh giá vừa sức với các sĩ tử. Theo đó, phần nghị luận văn học nói về tác phẩm Những ngôi sao xa xôi của nhà văn Lê Minh Khuê. Đây cũng là tác phẩm mà trường Trung học phổ thông chuyên khoa học xã hội và nhân văn lựa chọn đoạn trích để ra đề cho thí sinh thi vào trường năm nay. Thấy đề cũng bình thường, cũng đúng chỗ em học. Em thấy có nằm trong phạm vi. Em thấy câu về liên hệ về bài thơ cũng viết về thế hệ trẻ chống Mỹ là em làm được. Em thấy thì em sẽ được tầm 7 đến 7 rưỡi. Khá là ổn và đừng có lo hơn nhiều. Chúc cho chính bản thân em và những bạn khác sẽ có thể là có được cái tâm trạng, cái cảm xúc đến khi làm xong hết bài thi toán cuối cùng và bung hết sức, không còn gì để nói tiếc. Môn ngữ văn là môn thi đầu tiên của kỳ thi vào lớp 10 công lập tại Hà Nội năm 2023, với điểm nhân hệ số 2, môn thi được đánh giá có ý nghĩa rất quan trọng.